Kính thưa các đồng chí trong ban tổ chức hội thảo, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí. Tôi được ban tổ chức đặt bài với nội dung là tài năng và nghệ thuật quân sự của Triệu Việt Vương trong kháng chiến chống quân xâm lược Nương ở thế kỷ thứ 6. Toàn văn bài tham luận đã được đăng ký trong kỷ yếu. Do thời gian, tôi xin phát biểu một số cái nội dung chính trong cái bài viết của mình. Kính thưa toàn thể các đồng chí, đầu thế kỷ thứ 6, nhà Nương xâm lược đô hộ nước ta với những chính sách hà khắc đã châm ngòi cho các hào trưởng và nông dân bị áp bức cùng nổi dậy chống lại. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Lý Bí lãnh đạo nổ ra năm 542, dựng nên nhà nước Vạn Xuân, một nhà nước độc lập tự chủ năm 544. Nhưng nhà nước Vạn Xuân chỉ được hưởng thái bình trong hơn một năm. Đầu năm 545, nhà Nương lại đem quân xâm lược nước ta và người có công lớn cùng Lý Nam Đế bảo vệ được nền độc lập cho đất nước là Triệu Quang Phục. Ông là một danh nhân quân sự và tài năng toàn diện, song nổi bật nhất ở ba điểm lớn sau đây. Thứ nhất là về sự chủ động chuyển hướng chiến lược, thay đổi phương thức tác chiến kịp thời và hiệu quả. Thưa toàn thể các đồng chí, cuộc kháng chiến chống quân Nương do Lý Nam Đế và Triệu Quang Phục lãnh đạo kéo dài trong 5 năm, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ năm 545 đến năm 546 do Lý Nam Đế chỉ huy. Giai đoạn sau từ năm 547 đến năm 550 do Triệu Quang Phục chỉ huy. Ở hai giai đoạn được tiến hành bằng hai hình thức kháng chiến khác nhau, dẫn đến kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Ở giai đoạn đầu, do sai lầm trong đánh giá kẻ thù, Lý Nam Đế vẫn dùng phương thức tác chiến, tập trung lực lượng, tổ chức những trận đánh lớn trong thế phòng ngự bị động. Ông dựa vào một đội quân mới được tổ chức co cụm ở một vài thành lũy và cố thủ và dàn trận đánh lớn với quân Nương mà không có cách đánh thích hợp khi quân xâm lược đã có nhiều thay đổi so với trước. Do đó, chỉ sau một năm chiến đấu, quân ta liên tiếp bị thất thủ ở Chu Diên, Tô Nịch, Gia Linh và sau thất bại lớn ở Hồ Điển Triệt, quân Vạn Xuân bị tổn thất lớn, phải rút lui vào động khuất Não và ở chính nơi đây, Lý Nam Đế đã trao quyền điều khiển việc binh cho Triệu Quang Phục. Khi nhận quyền lãnh đạo cuộc kháng chiến từ Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục đứng trước hai khó khăn lớn. Thứ nhất, lực lượng bị chia nhỏ vì có đến 2 vạn quân đã theo Lý Thiên Bảo và Lý Thiệu Long chạy về Đức Châu. Thứ hai, những cuộc tiến công quyết liệt và liên tiếp của quân sĩ nhà Nương do Trần Bá Tiên chỉ huy sẽ thấy không thể tiếp tục công khai nghênh chiến với quân xâm lược rất đông và mạnh. Triệu Quang Phục quyết định chuyển hướng chiến lược. Ông không tổ chức phòng ngự cố thủ hay tập trung lực lượng quyết chiến với địch mà đưa 1 vạn quân từ miền núi đồng bằng Chu Diên xây dựng căn cứ mới ở Đại Trạch để kháng chiến lâu dài. Như vậy, từ năm 547 đến năm 550 dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục, cuộc kháng chiến của ta đã có sự thay đổi về phương thức tác chiến so với giai đoạn đầu chiến tranh do Lý Nam Đế lãnh đạo. Đó là dựa vào vùng nông thôn đồng bằng, dựa vào đầm Đại Trạch để đánh lâu dài. Nhờ sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và thay đổi phương thức tác chiến mà cục diện chiến tranh đã thay đổi ngày càng có lợi cho ta và bất lợi cho địch. Đây là một đóng góp rất lớn, đồng thời cũng cho thấy tài năng của Triệu Quang Phục trước sự mất còn của nước Vạn Xuân trong kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. Đó là cái nét thứ nhất. Thứ hai là giữ đất hiểm, vận dụng cách đánh du kích, tiêu hao địch từng bước xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến. Chủ trương của Triệu Quang Phục chuyển từ cố thủ trong thành ở đồng bằng hoặc trung du sang bám trụ ở vùng đầm này là nét đặc trưng trong tư duy quân sự của toàn bộ quá trình kháng chiến chống Ách đô hộ của nhà Nương. Thực tế lịch sử cho thấy, vùng đồng bằng Chu Diên tuy không có thế đất hiểm như ở miền đồi núi, nhưng ở đây lại có nhiều sông rạch chia cắt, nhiều đầm hồ nề nổi, cây cối và nao sợi ung tùm có lợi cho việc cấu quân và không có lợi cho việc hành binh của những đạo quân lớn. Địa thế như vậy buộc quân Nương phải phân tán, chia quân đánh nhỏ, làm mất sở trường đánh tập trung của chúng. Ngược lại, tạo điều kiện cho lực lượng kháng chiến của Triệu Quang Phục đánh du kích, tiêu diệt gọn từng bộ phận nhỏ và tiêu hao địch về chiến lược. Mặt khác, Chu Diên là nơi đông dân, trù phú, đất bản bộ của họ Triệu. Do đó, Triệu Quang Phục có nhiều thuận lợi khi chỉ huy và nhận được cái vật lực chỉ huy và nhân vật lực và tổ chức để đánh địch. Đặc biệt theo sử cũ, Đại Trạch ở huyện Chu Diên, tức bãi Màn Trò Khoái Châu Hưng Yên là một vùng đầm nơi xen sông Hồng như các đồng chí đã nêu, rộng mênh mông, nao sợi tùm,
ở giữa là một bãi phù sa rộng, có thể làm nơi sinh sống được. Đường đi vào rất kín đáo và khó khăn, chỉ có thể dùng thuyền độc mộc nhỏ chống bằng xào nước đi trên cỏ mới có thể đến được. Nếu không thông thạo đường đi thì không biết đường vào, xa xuống nước thì bị rắn độc cắn chết. Triệu Quang Phục đóng quân ở trên bãi đất nổi ấy, ngày ngày quân sĩ thay phiên nhau, vừa luyện tập vừa sản xuất, tự túc nương ăn, ban ngày im hơi lặng tiếng như không có người. Ban đêm nghĩa quân dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh úp trại giặc, giết và bắt được rất nhiều, lấy được lương thực khí giới của địch để làm kế lâu dài. Với kế sách lấy ít địch nhiều, đánh tiêu hao là chính, qua gần 4 năm dựa vào đầm Dạ Trạch đánh du kích, với quân lương, lực lượng của Triệu Quang Phục ngày càng lớn mạnh, quân lương ngày càng bị suy yếu, chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của Trần Bá Tiên bị đập tan, nhất là do hạn chế của địa hình, quân địch không thể thực hiện được những trận tiến công lớn, chi quích ồ ạt, mà buộc phải chia quân bao vây quanh vùng, phải đánh nhỏ, đánh lâu dài với quân của Triệu Quang Phục. Đó chính là điều quân thù không muốn và không phải là cái đánh sở trường của kẻ xâm lược. Còn quân ta với truyền thống bơi thuyền, đánh thủy lại thông thuộc đường đi nên chỉ bằng lực lượng nhỏ, được phân ra đánh chặn các ngả cũng có thể bẻ gãy các mũi tiến công của quân giặc, hoặc gặp khi tình thế bất lợi có thể nhanh chóng rút lui an toàn vào sâu căn cứ, khiến quân giặc không sao truy tìm được. Sử cũ cũng chép, Bá Tiên theo hút mà đánh nhưng không đánh được, chính là thể hiện hiệu quả lối đánh du kích của nghĩa quân, đồng thời cũng cho thấy rõ sự bất lực thất bại của quân lương trong các cuộc tiến công truy quét vào căn cứ Dạ Trạch của Triệu Quang Phục. Không dừng lại ở những hoạt động tác chiến phòng ngự, Triệu Quang Phục còn cho quân chủ động tiến công địch ở ngoài khu vực căn cứ bằng những trận đánh phục kích, tập kích với lực lượng nhỏ nhưng thiện chiến để tiêu diệt từng bộ phận, từng đồn trại giặc, tịch thu lương thảo và khí giới, gây hoang mang cho quân xâm lược. Với lối đánh chi kiểu chiến, đánh lâu dài, hàng trăm trận như thế đã diễn ra hết tháng này qua tháng khác, tổng số thiệt hại quân lương tăng lên rất lớn. Có thể nói, lập căn cứ kháng chiến ở đồng bằng, nhất là chủ trương dựa vào thế hiểm của đầm Dạ Trạch để tiến hành một cuộc chiến tranh du kích đánh lâu dài, dùng hình thức đánh nhỏ, đánh nén, đánh úp ban đêm, tiêu hao địch, khiến cho quân lương lâm vào tình trạng căng thẳng, mỏi mệt, là một kế sách dụng binh hết sức mưu lược và sáng suốt của Triệu Quang Phục. Bởi vậy, Triệu Quang Phục còn được quân sĩ và nhân dân gọi là Dạ Trạch Vương, vua đầm đêm, với sự ngưỡng mộ kính phục. Đó là thứ hai. Thứ ba, nắm thời cơ chủ động tổ chức phản công lớn, quét sạch quân thù khỏi đất nước. Cuộc kháng chiến chống quân lương của quân dân và nhà nước Vạn Xuân, từ Lý Nam Đế đến Triệu Quang Phục có sự chuyển hướng chiến lược, tức là thay đổi phương thức tác chiến chiến lược. Nhờ sự chuyển hướng chiến lược rất kịp thời của Triệu Quang Phục, cục diện chiến tranh đã thay đổi ngày càng lớn, có lợi cho lực lượng kháng chiến của nhà nước Vạn Xuân và bất lợi cho quân địch. Trong khi phong trào kháng chiến của ta đang phát triển theo chiều thuận, thì trái lại, phía kẻ thù lại gặp khó khăn ở chiến trường và chính quốc. Nước Trung Quốc lâm vào thời kỳ chiến tranh đẫm máu giữa các hoàng tộc, cộng thêm cuộc đảo chính của Hầu Cảnh, khiến nhà Lương hoàn toàn bất lực, không nắm được Giao Châu. Khi Trần Bá Tiên được vua Lương triệu về dẹp loạn Hầu Cảnh, phó tướng Dương Sàn chỉ huy đội quân xâm lược ở nước ta. Bây giờ thế của giặc suy yếu, thế của ta đã mạnh. Trước thời cơ đó, từ căn cứ Dạ Trạch, Triệu Việt Vương đã tung quân phản công chiến lược. Ông tổ chức nhiều cuộc tiến công vào nơi đóng quân của địch, rồi tiến vào trị sở của chúng ở Đông Biên, đánh tan quân xâm lược. Điều đó cho thấy Triệu Việt Vương không chỉ có tài nắm bắt thời cơ chiến lược, mà khi điều kiện thuận lợi, ông đã kịp thời tổ chức phản công, tiến công lớn để giành thắng lợi trong chiến tranh. Kính thưa các đồng chí, cuộc kháng chiến chống quân lương ở thế kỷ thứ 6 do Triệu Việt Vương lãnh đạo là một trong những cuộc kháng chiến tiêu biểu cho tinh thần cuột khởi và sức sống mãnh liệt của dân tộc ta trước sự xâm lược và đô hộ của ngoại bang, để bảo tồn cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, nghệ thuật quân sự chống xâm lược của dân tộc ta ở thế kỷ thứ 6 tuy mới khởi phát nhưng đã góp phần đặt nền móng cho một nền nghệ thuật đánh giặc độc đáo, mang sắc thái riêng của Việt Nam. Đó là nghệ thuật đánh giặc của một dân tộc phải thường xuyên đương đầu với những kẻ thù lớn mạnh hơn mình gấp nhiều lần trong kỷ nguyên Đại Việt, cũng như trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ở thế kỷ 20 đến nay. Đến nay, những bài học kinh nghiệm đó vẫn còn nguyên giá trị trong vận dụng phát triển lực lượng, trong phát triển chiến lược quốc phòng và chiến lược quân sự để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình mới. Xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe.